Trong chương trình này góp nhận 200 token có kiểu là XLIX, nhưng mà con này đã list lên một cái sàn là Clipbo New nữa. Cái sàn này nó bán, cái sàn này sàn gác. Token này tại vì cũng kẹt giá quá, có giá làm nên mình ăn cái video này cho các bạn luôn các bạn. Chứ tìm hoài. Đầu tiên các bạn làm nhiệm vụ nữa các bạn. Đầu tiên các bạn join Facebook nữa nè, rồi follow Twitter nè, join Telegram nè. Rồi, các bạn điền thông tin lên các bạn. Các bạn điền username Facebook, các bạn copy nguyên đường link Facebook luôn đi. Mẹ ơi, cái này làm đại dự án này. Dạ vậy thôi. Rồi các bạn Twitter, các bạn điền username Twitter các bạn, cộng win để mình điền dư chi các bạn. Thằng để mình xóa các bạn. Cộng win VNNH9. Rồi username Telegram các bạn. Rồi các bạn dùng ví Master Wallet. Mình chơi ví chút wallet luôn vậy nha thôi. Ai gấp link video 2. Rồi cái này bỏ đi các bạn. Cái này là nó kêu mình có làm cái video rồi mình dán cái link video 2 của nó nè. Mình không có biết. Mình mới phát hiện cái dự án này. Dùm gỡ các bạn. Thế nó cho gỡ không? Câu trả lời các bạn đã gửi lại. Vì video mình kết thúc mà thông báo gì không hiểu, các bạn gửi đây comment với mình nhé. Cái kèo này là cái kèo không có ghép bọng. Cái kèo này làm đại ăn ăn không ăn thôi. Vì chào tạm biệt tất cả các bạn nhé.